Bài thể dục nhịp điệu nữ khối 11 gồm 9 động tác. Động tác 1, động tác đánh hông. Tư thế chuẩn bị: đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 1-2, đẩy hông sang trái 2 nhịp, đồng thời đưa hai tay chất dưới mắt trái, mắt nhìn sang trái, thân hướng trước. Nhịp 3-4, đẩy hông sang phải 2 nhịp, đồng thời đưa hai tay chất dưới phải, mắt nhìn sang phải, thân hướng trước. Nhịp 5-6 như nhịp 1-2, nhịp 7-8 như nhịp 3-4. Kết thúc 8 nhịp lần 2, thu chân trái về, tư thế đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên. Động tác 2, động tác phối hợp. Tư thế chuẩn bị: đứng cơ bản. Nhịp 1, dầm chân trái, đồng thời tay trái đưa ra trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng. Nhịp 2, dầm chân phải, đồng thời tay phải đưa ra trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng. Nhịp 3, dầm chân trái, đồng thời tay trái lên cao, bàn tay hướng vào trong, ngẩng đầu. Nhịp 4, dầm chân phải, đồng thời tay phải lên cao, bàn tay hướng vào trong, ngẩng đầu. Nhịp 5, dầm chân trái, đồng thời tay trái hạ về ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn sang trái. Nhịp 6, dầm chân phải, đồng thời tay phải hạ về ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn sang phải. Nhịp 7, dầm chân trái, đồng thời tay trái hạ xuống, ép sát thân, mắt nhìn thẳng. Nhịp 8, dầm chân phải, đồng thời tay phải hạ về tư thế chuẩn bị. 3. Động tác 3, động tác di chuyển tiến lùi. Tư thế chuẩn bị: đứng cơ bản. Nhịp 1, bước chân trái lên một bước, trọng tâm dồn vào hai chân trái, trọng tâm dồn vào chân trái, hai cẳng tay lồng vào nhau và quay tròn quanh trục cánh tay. Từ ngoài vào trong, bàn tay nắm hờ. Nhịp 2, bước chân phải lên một bước, trọng tâm dồn vào chân phải, đồng thời quay tròn hai cẳng tay quanh trục cánh tay. Từ ngoài vào trong, bàn tay nắm hờ. Nhịp 3 như nhịp 1. Nhịp 4, khuỵu gối trái, chân phải đưa thẳng trước, tì bằng gót chân, hai cẳng tay dừng trước ngực, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng hai tay quay theo chiều ngược lại, bước chân lùi, về và tì gót chân trái. Động tác 4, động tác nhảy. Tư thế chuẩn bị: tư thế kết thúc của động tác 3. 1 x 8 nhịp lần 1. Nhịp 1, bật nhảy, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, tay trái đưa ra trước, lên cao, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tay phải đánh ra sau về phía mũi bàn chân, căng thân, mắt nhìn sang phải, ra sau. Nhịp 2, bật nhảy và hạ tay về tư thế chuẩn bị. Nhịp 4 như nhịp 1. Nhịp 4 như nhịp 2. Nhịp 5, 6, 7, 8 co gối trái, tay trái tì vào gối trái, tay phải thả lỏng. Động tác 4, động tác nhảy. Tư thế chuẩn bị như tư thế kết thúc của động tác 3. Nhịp 1, bật nhảy, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, tay trái đưa ra trước, lên cao, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tay phải đánh ra sau về phía mũi bàn chân trái, căng thân, mắt nhìn sang phải, ra sau. Nhịp 2, bật nhảy và hạ tay về tư thế chuẩn bị. Nhịp 3 như nhịp 1 nhưng đổi sang bên phải. Nhịp 4 như nhịp 2. Nhịp 5, 6, 7, 8 co gối trái, tay trái tì vào gối trái, tay phải thả lỏng, đồng thời bật nhảy theo nhịp hô và quay thân 360 độ về bên trái, cho học sinh co gối cao, mũi chân duỗi ra. Riêng nhịp 8 lần 2 hoặc lần 4, hạ chân và tay về tư thế chuẩn bị. 1 x 8 nhịp lần 2 thực hiện như 1 x 8 nhịp lần 1 nhưng đổi bên. Động tác 5, động tác di chuyển ngang. Tư thế chuẩn bị đứng cơ bản. Nhịp 1, chân trái bước sang trái rộng bằng vai, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sấp.
Nhịp 2, chân phải đưa ra sau chân trái và bước sang trái, tì bằng mũi bàn chân, đồng thời gập hai cẳng tay, lòng bàn tay hướng ra trước, căng ngực, mặt hơi quay sang phải. Nhịp 3 như nhịp 1. Nhịp 4, thu chân phải về cùng chân trái và tì bằng mũi chân, đồng thời vỗ tay. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng di chuyển sang phải. Động tác 6, động tác lưng. Tư thế chuẩn bị như nhịp kết thúc của động tác 5. Nhịp 1, 2, bước chân trái sang trái dòng bằng vai, đồng thời đánh hông sang trái. Tay trái đưa ngang bàn tay sấp, cẳng tay phải gập trước ngực, căng ngực, mặt hướng sang trái. Nhịp 3, 4, đánh hông sang phải, tay phải đưa ngang bàn tay sấp, cẳng tay trái gập trước ngực, căng ngực, mặt hướng sang phải. Nhịp 5, 6, gập thân ra phía trước, căng ngực ngẩng đầu, hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 7, 8, nâng thân lên, đồng thời khép chân trái và hạ tay về tư thế cơ bản. Động tác 7, động tác bật nhảy co gối. Tư thế chuẩn bị đứng cơ bản. Nhịp 1, bật nhảy đồng thời co gối trái ra trước lên cao, hai bàn tay đặt nhảy lên gối. Nhịp 2, bật nhảy đồng thời hạ chân trái về, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 3, như nhịp 1 nhưng thực hiện bên phải. Nhịp 4, như nhịp 2. Nhịp 5, 6, 7, 8 thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4. Riêng nhịp 8 lần cuối về tư thế chuẩn bị. Động tác 8, bật nhảy thẳng chân. Tư thế chuẩn bị đứng cơ bản. Nhịp 1, bật nhảy đồng thời tách hai chân và hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 2, bật nhảy đồng thời khép chân về, hai tay đan chéo nhau trước bụng, tay trái trong, tay phải ngoài. Nhịp 3, như nhịp 1. Nhịp 4, như nhịp 2 nhưng vỗ tay trước ngực. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi tay khi đan chéo trước bụng. Động tác 9, động tác kiện gót từng chân. Tư thế chuẩn bị như nhịp 8 của động tác 8. Nhịp 1, 2, chân trái co gối, tì bằng mũi chân, đưa hai tay ra trước, lên cao. Tay phải trước, tay trái sau và đan chéo nhau, lòng bàn tay hướng trong, căng ngực, ngẩng đầu. Động tác 9, động tác kiện gót từng chân. Tư thế chuẩn bị như nhịp 8 của động tác 8. Nhịp 1, 2, chân trái co gối, tì bằng mũi chân, hai tay đưa lên cao, đan chéo vào nhau, căng ngực, ngẩng đầu. Nhịp 3, 4, kiện gót chân phải, hai tay đưa lên cao, hạ xuống dưới và đan chéo vào nhau ở trước bụng. Nhịp 5, 6, như nhịp 1, 2, 4. Nhịp 5, 6 như nhịp 1, nhịp 2. Nhịp 7, 8 như nhịp 3, nhịp 4.